Chi tiết Hyundai Accent Hatchback 2020, giá từ 350 triệu đồng. Hyundai Accent Hatchback 2020 có giá bán từ 15.195 đến 19.300 USD, tương đương 350,85 đến 445,64 triệu đồng. Dưới đây là đôi điều cần biết về mẫu xe hatchback này. Ngoại hình của hatchback 2020 không có khác biệt nào đáng kể so với đời cũ. Mẫu hatchback này vẫn sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thanh ngang cỡ lớn với viền mạ rôm. Cản trước khá rộng làm tăng thêm vẻ bề thế. Accent 2020 sử dụng đèn hệ thống đèn chiều sáng bằng công nghệ LED. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và có tính năng sưởi. Xe sở hữu kích thước 4185, 1729, 1450mm, chiều dài cơ sở 2580mm, sức chứa khoang hành lý 616 lít, bộ la răng với đường kính tối đa 17 inch. Là mẫu xe giá rẻ nhưng Accent hatchback vẫn được trang bị cửa sổ trời chỉnh điện, hàng ghế trước đậm chất thể thao và có tính năng sưởi ấm. Vô lăng ba chấu bọc da, tích hợp các nút bấm và cũng có thêm sưởi ấm, điều chỉnh bốn hướng. Màn hình giải trí 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, Android Auto và Apple CarPlay, tích hợp sẵn hệ thống dẫn đường do Hyundai, dàn âm thanh 4 hoặc 6 loa. Sức mạnh của Hyundai Accent hatchback đến từ động cơ 4 xi lanh dung tích 1,6 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 120 mã lực tại 6.300 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 153 Nm, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp IVT. Các tính năng an toàn của Hyundai Accent hatchback 2020 gồm 6 túi khí. Bên cạnh đó là các hệ thống như chống bó cứng phanh, ABS, cân bằng điện tử, ESC, kiểm soát thân xe VSM, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, HAC, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến và camera lùi. Giá bán của Hyundai Accent hatchback từ 15.195 đến 19.300 USD, tương đương 350,85 đến 445,64 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.